mấy cái câu mà em hát chưa tới nốt anh không có quan trọng tới nữa là bởi vì nó quá vui đi. Bởi vì nó quá pho đi. Cho em chia sẻ một xíu là thực sự trong vòng một tuần mà để tập cái bài này cho Nam Phong là một cái khó khăn. Mà nó vui không? Trời ơi, nó quá là... không còn gì để nói. Những điều bất ngờ nào đang chờ đợi bạn trong đường đua gương mặt thân quen 2022 phiên bản song ca? Ôi, lại làm gì có Whitney Houston nó hot ếch như này. Đón xem gương mặt thân quen 2022 phiên bản song ca phát sóng vào lúc 21:15 thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3.